không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con không lên, mang cả thân gầy cha che chở đời con. Có một thứ tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cõi đời này không gì thay thế được, đó là tình cha nghĩa mẹ. Nhưng than ôi luật vô thường đã mãi mãi cướp đi từ nay người cha, người ông của ta khuyên. Và trong khoảnh khắc cuối cùng này, chúng tôi xin mời lần lượt những người con cháu ruột của ông sẽ bước về phía trước thắp hương đưa tiền. Phần này chúng tôi xin được mời chung. Khi chúng tôi mời đến gia đình nào thì cả vợ chồng cùng các con cháu chúng ta tiến về phía trước dâng nén tâm hương và quỳ lại hai lạy tiễn đưa cha ông mình lần cuối cùng. Trước tiên xin phép được mời gia đình chú Hai Tâm cùng tiến về phía trước án tiền thắp nén tâm hương đưa tiền. Mời nguyện hương. Mới ngày nào cha nhỏ tôi khuyên bảo, nay chỉ còn di ảnh mà thôi. Dương trần con chịu mồ côi, mất cha mất cả một trời yêu thương. Xin được mời tiếp sau đây gia đình cô Ba Nguyệt cùng tiến về phía trước án tiền thắp nén tâm hương tiễn đưa lần sau cùng. Mời nguyện hương. Một đời cha đồng không xương, đắng cay cam chịu ngọt bùi nhường con. Công ơn báo đáp chưa tròn mà nay cha đã đâu còn, cha ơi. Xin được mời tiếp sau đây gia đình chú Thư Trung cùng tiến về phía trước thắp nén hương nguyện cầu cho hương linh sớm tiêu diêu bền cực lạc. Cha nằm đó xác thân im lặng, con nghẹn lòng dâng nén tâm hương. Thôi rồi cách biệt âm dương, thôi rồi vĩnh biệt tình thương trọn đời. Sau đây xin mời gia đình chú Năm Đức cùng tiến về phía trước án tiền dâng nén tâm hương đưa tiền. Với mây trời bỏ con ở lại giữa đời tiếc thương. Từ nay cách biệt âm dương, lệ rơi nhòa nhạt thôi hương tạ từ. Xin mời gia đình chú Sáu Lộc cùng tiến về phía trước án tiền thắp nén hương lần cuối cùng. Mời nguyện hương. Cha về cõi hư vô tình lành,
đầu thai đầu trăng khăn tan, cháu con quỳ lại hàng hàng khối hương nghi ngút lòng càng tay tê. Tiếp sau đây xin mời gia đình anh Bảy Hậu cùng bước về phía trước dâng nén hương đưa tiễn cha ông của mình lần sau cùng. Cha hỡi, từ nay cách biệt rồi, âm dương hai nẻo đã chia đôi, hình bóng cha hiền còn đọng mãi khắc sâu tâm trí của đàn con. Xin được mời gia đình chị Hiền cùng bước về phía trước thắp nén hương tiễn đưa. Trời nhận dù mịt mù nơi xóm nhỏ, cha trúc hơi rời bỏ trần gian, cháu con nước mắt ngập tràn, cha ơi sao nỡ dội vàng ra đi. Xin được mời tiếp sau đây gia đình anh Trải cùng tiến về phía trước thắp nén hương đưa tiễn lần cuối cùng. Đến phút vui mãi còn lưu luyến, con thành tâm cầu nguyện Phật trời, hồn về cực lạc thành cha ơi yên nghỉ ở nơi thiên đường. Tiếp sau đây xin mời gia đình chị Lan cùng bước về phía trước án tiền dâng nén hương đưa tiễn lần cuối cùng. Thật rồi hình bóng của cha tôi, ngày hai buổi sớm chiều ra đứng ngóng, mắt mòn mỏi chờ con bên cánh đồng, dòng tay cha gian đồng âm tình người. Và sau cùng chúng tôi xin mời gia đình chị Út Trinh cùng tiến về phía trước thắp nén hương đưa tiễn. Hết thật rồi mây phủ kính một trời, tuôn dòng lệ lẹn lời thương lời nhớ, cha khuất núi để ân tình gian dở, biết bao giờ còn gặp lại cha tôi. Buổi tang lễ hôm nay, dịch vụ mai táng Trại Hòn Ba Còn đến đây để tiễn đưa hương linh, và trong lúc này cũng xin được bước về phía trước án tiền thắp nén hương nguyện cầu cho hương linh của ông sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Mời các anh em đến từ dịch vụ mai táng Trại Hòn Ba Còn, chúng ta tiến về phía trước dâng hương đưa tiễn. Người đã về nơi
cõi vĩnh hằng. Cuộc đời khổ ai trót dương mang, giờ đây gửi lại nơi trần thế, tìm kiếm niềm vui chốn xuôi nhà. Đời 75 năm giờ khép lại, xác thân xả bỏ lại trần gian, thênh thang đất Phật ao vàng, đó sen bừng nở nhẹ nhàng tiêu diêu. Người đã xa rồi xa thật xa, ngày nay hương khói chung quê nhà, thân bằng quyến thuộc về đông đủ một lần. Thưa quý vị, vừa rồi là phần lễ hồi hương và viếng linh cữu. Sau đây mời gia đình tăng quyến chúng ta đứng lên hướng về phía quý vị quan khách để có lời cảm tạ. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin phép được thay lời gia đình tăng quyến để hướng toàn thể quý vị lời cảm tạ. Kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa quý ông bà cô bác anh chị em thân bằng quyến thuộc, trong những ngày qua gia đình chúng tôi đã phải trải qua một nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn, đó là sự ra đi mãi mãi của đồng cha ông chúng tôi. Từ khi người thân chúng tôi lâm chung cho đến những ngày diễn ra tang lễ, gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của quý ông bà cô bác anh chị em thân mật quyến thuộc. Tấm tình ấy chúng tôi xin ghi lòng bạc dạo, đồng thời chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý ông bà cô bác anh chị em thân mật quyến thuộc đã không quản ngại đường xa xa xôi, tranh thủ thời gian quý báu đến đây phục vụ chia buồn và tiễn đưa linh cữu chồng cha ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tham gia bối rối có điều gì sai sót, gia đình xin được niềm tình tha thứ. Chúng tôi xin thành thật tri ân và xin nhận nơi gia quyến một lễ cúi đầu cảm tạ. Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tác lễ tiễn biệt hương linh do dịch vụ mai táng trại hồn Bác Còn thực hiện. Sau đây mời gia đình tang quyến lui về bên trong lo hậu sự, nhường lại không gian để đội đạo tùy làm lễ đồng quan và di quan, thọ linh cữu tang an nơi phần mộ.